Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Ở cái tút này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Photoshop và Lightroom để chúng ta chỉnh ra mẫu làm sao cho nó hồng hào. Rồi, đầu tiên ha, thì mình sẽ sử dụng một cái stop, và stop này thì mình sưu tầm của bạn Đỗ Mạnh Cường trên group Blend and Retouch. Bạn có share cái link app share thì có thể là mình sẽ up lại một vài stop thôi ha, một vài file thôi để chúng ta thực hành. Ở ngay phía dưới phần description, tức là phần mở rộng ngay phía dưới video. Ok, giờ đây mình sẽ sử dụng cái stop này đi nha. Chọn lại, đó là file raw ha, nhưng mà mình không chỉnh camera raw. Camera raw thì nó giống như là phần Lightroom. Lát nữa qua Lightroom thì làm y chang thôi. Ở đây chơi thẳng ha, bật thẳng lên luôn, không chỉnh qua camera raw. Ok, đầu tiên là các bạn sẽ thấy ở đây là chúng ta có người mẫu ha, da rẻ này nọ. Thì việc của mình á là chúng ta sẽ làm sao để tăng sáng lên và làm cho làn da này nó hồng hào và làm cho người mẫu nổi bật ha, làm cho người mẫu nổi bật. Đầu tiên là tăng sáng. Để cho nó tăng sáng cho nó nhanh á, chúng ta cứ sử dụng brightness and contrast, và chúng ta tăng cái brightness lên, brightness tăng lên chút xíu, đừng để nó bị người mẫu chúng ta cháy sáng à. Ở phía bên ngoài này thì mình đang muốn cái hình của chúng ta nó cháy à, đang muốn bên này nó cháy luôn á, mình đang muốn gọi là bỏ những cái chi tiết ở bên ngoài đi mà, cho nên là chúng ta cứ cho nó cháy phía bên ngoài đi, đừng lo. Cái quan trọng là chúng ta cẩn thận cái vùng da mẫu ha, đừng có để nó gọi là nó bị cháy sáng quá. Mình cảm thấy là lên cỡ 40 khá ổn. Ok, để đây thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ để coi, có thể là vùng trong này nó chưa có được sáng đẹp lắm, thì có thể là mình sẽ chỉnh sáng cái vùng ở phía trong một chút xíu. Ok, ở đại khái là mình cứ tăng sáng hết lên luôn đi. Rồi, tăng sáng hết luôn. Sau đó là chúng ta sẽ sử dụng cái layer mask, body layer mask đi. Có hai cách. Cách thứ nhất là đang là màu trắng, layer mask chúng ta đang là màu trắng đúng không? Để fill thành màu đen thì chúng ta cần Ctrl E, tức là invert. Invert tức là đảo ngược màu, màu trắng bị đổi thành màu đen và chúng ta có một cái layer mask màu đen. Đấy, cách thứ hai là các bạn thấy là cái màu đen này đang nằm ở trên màu foreground, tức là màu ở trên. Để fill cái màu ở trên này vào trong cái lấy cái chỗ mà ta đang là thao tác, tức là đang cái mình đang chọn là layer mask này. Fill cái nhanh cái màu foreground ở trên thì mình sẽ sử dụng phím tắt là alternate delete ha, thì nó cũng sẽ fill màu. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng cái có thể sử dụng gradient ha, gradient. Màu từ trắng qua đây. Mình sẽ kéo phải là tí đó là nó sáng phía trong này. Có thể là hơi chênh lệch. Rồi, ok. Vậy thôi, có thể là dưới này một chút xíu nữa. Đây. Đó, phía dưới này tí xíu lên thôi. Ôi, revert nhầm rồi. Rồi, đó, đại khai thế. Ok. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ căn chỉnh lại cái white balance ha, để cái cốt yếu của mình á. Các bạn có thể để ý cái phần white balance này cũng giúp chúng ta làm đổi bật mẫu nhờ vào màu sắc. Các bạn có thể thấy là ở trên hình chúng ta đang là có một cái tông màu ha, và màu trắng này và màu hơi nóng của cái gối cũng như là của da mẫu hơi vàng vàng mà. Cho nên là cái việc chúng ta sẽ làm sao để mà làm sao cho cái người mẫu chúng ta nó nổi ra, và bởi vì da mẫu chúng ta đang là nổi ra rồi, đang là màu nóng rồi. Thì cái cách đơn giản để chúng ta làm nổi mẫu với vùng da nóng như vậy là chúng ta làm sao để căn chỉnh cho tất cả những cái chung quanh để nó lạnh hơn ha, có một cái màu lạnh rất là xanh xanh, xanh hơn một chút xíu để cho nó dễ nhìn ha. Thì chúng ta sẽ sử dụng là color balance căn chỉnh màu mà, mid tone và highlight thôi. Đầu tiên là mid tone ha. Mid tone thì nó là cái vùng xám 50%. Tức là những cái vùng như thế này nè. Đó, thì mình sẽ cho nó lạnh lạnh lên một chút xíu. Mình sẽ tăng cái blue lên, tăng cái cyan lên. Rồi đó. Thì tắt bật để thấy là cái vùng các bạn để ý những cái vùng màu trắng này ha. Khi mình tắt đi nè, đây là lúc đầu nè.
Đây là bật lên này, đó thì nó sẽ lạnh lạnh hơn một chút ha. Tiếp theo là phần highlight cũng tương tự như vậy, nhưng mà mình sẽ đẩy phần blue nhiều hơn. Cyan có thể là không cần chỉnh. Và phần magenta, magenta và green thì mình sẽ tăng magenta một chút xíu để cho nó thêm thêm tí xíu màu tím vào trong cái phần highlight. Và cái phần highlight đây chính là phần cửa sổ này và phần phía trên da mộng, da của mẫu. Thì khi mà mình giảm tăng cái highlight á, giảm green đi, nghĩa là tăng highlight, tăng cái magenta. Magenta là màu tím đỏ mà, cho nên là khi chúng ta tăng nhẹ như vậy á thì nó sẽ là hơi cái màu hơi hồng hồng ha, hơi hồng hồng. Thì đó, thì đây là sau khi chúng ta thêm cái color balance đó, thì nó đã có một cái kiểu là một hơi khác biệt khá là nhiều ha, trên tông màu. Đây là lúc đầu này, đây là lúc sau này. Mình biết là có nhiều bạn khi mà chúng ta mới tập blend màu á, thì có thể là chúng ta không hiểu là thế nào đấy mà chúng ta thường là đẩy cái màu nó về màu nóng, màu vàng rất là nhiều. Và nếu được thì các bạn cố gắng tránh nha. Mình không có cấm cản gì đâu, nhưng mà tại vì lúc đầu mới tập mà, thường thì ai cũng vậy, hồi xưa mình cũng vậy, nhưng mà mình rút ra được kinh nghiệm như vậy thì mình chia sẻ lại thôi. Tức là chúng ta cố gắng né cái màu vàng ra, tại vì màu vàng nó hơi nóng mà, thời tiết giờ này nó đã nóng, nó nhìn những cái màu đó là chỉ muốn móc mắt bỏ đi thôi. Cho nên là chúng ta tốt nhất á, là chúng ta chuyển sang màu xanh. Giả dụ như là có màu xanh lá cây ở trong hình này, chụp hình ở ngoài phía outdoor, tức là có những cái lá cây này nọ, thì cũng cố gắng chuyển cái màu lá cây đó làm sao cho nó khử bớt cái màu vàng ở trong cái lá cây đi, để cái lá cây nó tươi tắn hơn. Thì cái đấy có thể là xong những cái một trong những cái tút sau thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái màu lá cây. Ok, đây chúng ta quay lại. Thì các bạn ở đây có thể thấy là đây cái người mẫu của chúng ta đã có cái tông màu khá là hồng hào ha, nhờ vào cái white balance ha, nhờ cái white balance đó. Lúc đầu là vàng nè, lúc đầu là vàng nè, sau đó nó hơi hồng hào lên. Thì chúng ta có thể căn chỉnh thêm chi tiết hơn về cái vùng da của mẫu. Vùng da của mẫu đa phần là màu đỏ và màu vàng ha, đa phần là như vậy. Các bạn có thể thấy nó hơi màu kem kem, màu kem kem là màu kết hợp của màu đỏ và màu vàng, đúng không? Thì cái việc chúng ta là mình muốn gọi là giảm màu vàng, giảm màu vàng ở trong vùng màu vàng và vùng màu đỏ, giảm màu ở trong một màu, thì chúng ta sẽ sử dụng là cái selective color. Tại vì selective color này nó cho chúng ta những cái kênh màu riêng, CMYK ở trong một cái vùng màu. Thì đây mình sẽ, một là chúng ta sẽ chỉnh trong red, hai là yellow, mình chỉnh cả hai ha. Red ở đây thì có thể là mình sẽ giảm black đi một chút để cho nó trắng hơn ha, giảm black đi mà nó hơi nhạt nhạt đi tí. Những cái chi tiết màu đỏ khác ở trong hình cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà đừng lo, chúng ta cứ để ý như này thôi. Yellow thì chúng ta có thể giảm yellow đi chút để cho nó hồng hào hơn đó. Từ đây là các bạn có thể thấy là nó giảm màu vàng đi khá là nhiều đó, đó. Zoom vô tí cho dễ thấy này, tắt bật này, ha, các bạn thấy không? Đại khái là có thể tự làm các bạn sẽ thấy rõ hơn, nhưng mà ok được rồi. Magenta thì màu hồng, hơi hồng hồng đó, thì mình sẽ tăng lên một chút xíu thôi. Cyan, màu xanh lá cây, thì khi mà mình giảm cyan tức là giảm tức là tăng màu đỏ, nhớ không? Cyan đối lập với màu đỏ, cyan đối lập với màu đỏ, cyan đối lập với màu đỏ, đó, nhớ như vậy. Cyan thì mình sẽ có thể là mình sẽ giảm cyan một chút để cho nó thiên qua màu đỏ tí. Tiếp theo là qua yellow. Yellow tương tự, chúng ta có thể giảm cái màu vàng, giảm cái black của màu vàng đi. Tại sao mình giảm black? Tức là làm cho những cái khu vực mà shadow á, những cái vùng tối như thế này nè, nó sáng hơn, nó không có bị gọi là nó bị gắt quá, nó bị đậm quá thì nó cũng không hay ha. Chúng ta giảm cái contrast trên da mẫu đi thì nó sẽ ổn hơn. Yellow ở trong kênh yellow thì có thể là mình không chỉnh nữa, tại vì da mà nó bị mất mất nhiều quá cái màu vàng đi thì nó cũng không ổn ha. Gọi là nhớ cái nguyên tắc mà, có giảm vừa thôi, đừng có giảm quá ha, đừng giảm quá, cái gì nó phải có mức độ của nó. Magenta tương tự như vậy, có thể là tăng hoặc giảm, đây tùy các bạn, như ý của mình có thể là magenta để nguyên cũng được, hoặc là giảm đi một chút ha. Tương tự với lại thằng cyan. Cyan thì ở đây nếu mà mình tăng lên thì nó sẽ bị bợt quá, tại vì bên cái yellow này thì mình đã giảm rồi, cho nên là có thể cyan bên này chúng ta không chỉnh cũng được ha. Ở đây là khi chúng ta tắt bật này, các bạn có thể thấy là có rất là nhiều khác biệt, đặc biệt là trong cái vùng shadow. Tại vì hồi nãy giờ mình giảm cái black đi, tức là mình tăng sáng, tăng trắng lên khá là nhiều đó, cho nên là đó, cái vùng shadow nó sẽ nổi bật hơn. Rồi, sau khi làm xong rồi thì chúng ta có thể rồi, đây có thể là chúng ta sẽ mask và những cái vùng da của mẫu ha. Chúng ta sẽ cần chuyên y này, đảo ngược lại.
và sử dụng cái brush màu trắng bôi vào phần da mẫu. Phần da mẫu thôi. Ở đây là không cần phải gọi là quá đúng đâu, sơ sơ thôi là được rồi. Đúng đúng gần gần. Rồi. Tiếp theo là có thể là mình sẽ tăng sáng cho vùng da lên một chút xíu bằng curve. Tạo layer mask, bấm chuột phải là chọn clipping mask, chứ chọn clipping mask để cho cái vùng tăng sáng này nó vào phần da mẫu thôi. Đó, đại khái như vậy đó. Nhưng mà ý mình là tăng vừa thôi, đừng có tăng quá. Cái tăng nhẹ này thôi. Rồi. Rồi ha. Tới đây thì các bạn đã thấy sự khác biệt khá là nhiều. Rồi ok, việc tiếp theo của chúng ta sẽ là retouch lại những cái không đẹp lắm ở trong vùng da mẫu. Ta bấm Ctrl J để mà nhân đôi cái background lên. Có nhiều cách, Ctrl J cũng được. Bấm chuột phải chọn WK, click OK cũng được. Hoặc là chúng ta vào Layer New, Layer via Copy cũng được ha. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng công cụ đơn giản thôi, Spot Healing Brush. Mình sẽ bôi một phát. Start, xóa, bỏ, xóa, bỏ, xóa. Chúng ta là càng làm kỹ thì nó càng đẹp thôi. Tại vì không tì vết mà, người ta thích những cái chuyện không tì vết. Có thể những cái vùng lớn lớn hơn thì có thể sử dụng Pack Tool cũng được ha. Chúng ta cứ từ từ làm. Sử dụng Path Tool nó khá là hay ha. Sử dụng Path Tool khá là hay bởi vì chúng ta có thể tùy biến được cái việc là chúng ta có thể tạo được cái vùng chọn bao nhiêu, và vùng lấy mẫu thì lấy ở đâu chẳng hạn thế. Path Tool khá là hay và mình sử dụng Path Tool khá là nhiều trong công việc tại vì thấy nó khá là tiện lợi mà, khá là tiện lợi. Rồi. Đang rảnh quá hay là hát bài nhỉ? đùa đấy, không hát đâu. Bỏ ngay ý nghĩa đi. Có thể là vùng da này mình sẽ ok để cho nó cháy về luôn đi, không có vấn đề gì. Vùng da mặt. Nếu kỹ hơn ta có thể chỉnh thêm vùng da mặt nữa ha, nhưng mà đây mình chỉ có chỉnh sơ thôi. Rồi, ok. Đó là về vùng da mẫu. Tiếp theo là những cái vùng linh tinh như phía ngoài này. Thường đa phần các bạn sẽ bỏ lơ những cái khu vực này đi, nhưng mà đối với mình á, chúng ta có thể khó khăn với bản thân hơn một chút xíu thì cái hình chúng ta nó sẽ đẹp hơn ha. Current and below, current layer thôi. Fuck. Phải bắt thun đi cho nó nhanh, khổ quá. Đấy, dễ hơn. kéo lên thôi ha. Rồi. Đa phần những cái kiểu như là cái này có thể mình gọi là rác ở trong ảnh á, thì đa phần chúng ta rất là dễ bỏ lơ nó, nhưng mà đối với mình những cái thằng mà nó như vậy á, nó góp phần làm tàn sát cái bức ảnh chúng ta đi khá là nhiều, mà đôi lúc mà chúng ta bỏ đi không sửa thì nó khá là uổng. Ta làm càng sạch thì hình chúng ta nó càng giá trị thôi, cho nên là siêng tí không có vấn đề gì ha. Thêm vài phút đâu có vấn đề gì đâu. Rồi, để coi những cái chi tiết thừa này thì mình cứ sử dụng nhanh là dùng cái brush lấy mẫu màu ở gần đó, đẩy phía alternate lấy mẫu màu ở gần đó, xong cái bôi thẳng lên trên thôi, đừng có, tại vì đang màu trắng mà, tại khu vực đó là mình, cái lợi ích của cái việc là làm cháy là vậy, thế màu trắng mà dễ sửa lắm. Ở phía này là cái cây, ok, dễ nhìn là được rồi, nó không cần phải sửa lại nữa. Rồi, fix on screen. Và đây chúng ta có một cái hình như thế này. Ở đây các bạn có thể tăng sáng lên một chút xíu nữa cũng được ha. Tăng sáng chút xíu cũng được, có thể sử dụng cái lasso tool này, bôi sáng vào vùng mẫu tí, bôi sáng vào vùng mẫu tí, click chuột phải. Vùng này có thể mình chọn luôn, click chuột phải là chọn fill, cho nó to to ra tí, ví dụ như là 40 pixel chẳng hạn thế, nó bung ra thì mình sẽ lên trên cùng này cũng tạo cái curve ha, chúng ta curve cũng được, tăng sáng lên tí xíu, có thể là đây là cái này của mình để tăng feeder đây được. Nếu các bạn sử dụng Photoshop CC trở lên á, chúng ta có thêm cái feeder, tức là chúng ta chỉnh lại cái độ biên, độ mềm của layer mask ha, khá là ổn.
Còn nếu như mà chúng ta không có thì chúng ta có thể dùng cái brush cũng được, dùng cái brush mềm ha, dùng brush với lại cái hardness về 0% ta bôi lên thì nó cũng được thôi. Rồi, đó là về cái cách ta chỉnh trên Photoshop. Ở phần 2 mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh trên Lightroom. Rồi, bye bye. Nhớ click like, subscribe, share, click quảng cáo và rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi tuần này. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.